Vì sao Dâu Trắng chưa bao giờ trả thù cho cái chết của Odin? Có khả năng, Odin đã nói với thuộc hạ của mình là Nekomamushi và Inuyasha. Ông ta không muốn Dâu Trắng can thiệp vào những việc đã diễn ra tại Wano. Điều này có thể gây ra sự thù hận giữa họ. Vì Nekomamushi muốn trả thù, trong khi Inuyasha muốn thực hiện ước nguyện trước khi chết của Odin. Có thể nguyên nhân khiến Dâu Trắng không trả thù cho cái chết của Odin là vì tôn trọng mong muốn của Odin. Mặt khác, chúng ta đều biết Dâu Trắng luôn quan tâm các thành viên trong băng hải tặc như những đứa con trong gia đình, và Kaido cũng là một kẻ thù đáng gờm. Do đó, ông không muốn mất thêm những đứa con của mình cho một trận chiến vô nghĩa. Thay vì trả thù cho người anh trai đã mất, Dâu Trắng chọn tập trung vào việc bảo vệ những người còn sống hơn. Nhưng nếu Dâu Trắng quyết tâm trả thù thì mọi chuyện sẽ như thế nào nhỉ?